Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian qua được các cấp chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân được nâng lên, có chuyển biến tích cực, đảm bảo chấp hành thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp trong chỉ đạo điều hành thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 22 văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 123 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương nhẹ 3 người. Thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 181 tỷ đồng và 69,5 hectare rừng. Trong đó xảy ra 6 vụ cháy lớn, 117 vụ cháy vừa và nhỏ. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của đoàn đại biểu Quốc hội để lãnh đạo, chỉ đạo chung trong công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Đồng thời, thông qua đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị các bộ ngành trung ương quy định cụ thể về danh mục phương tiện cứu nạn cứu hộ trang bị cho các loại hình cơ sở, quy định chế tài xử lý vi phạm hành chính về cứu nạn cứu hộ. Kết luận buổi làm việc, ông Quỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng cháy chữa cháy thời gian qua. Qua cái đợt giám sát thực việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong các ngày vừa qua và đặc biệt là chiều nay làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì đoàn giám sát chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những cái kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn của tỉnh Tây Ninh. Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số cái hạn chế trong thời gian tới mà lãnh đạo tỉnh, các sở ngành cần tiếp tục quan tâm, theo dõi và chỉ đạo nhằm làm tốt cho công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới được tốt hơn. Qua làm việc thì đoàn cũng đã ghi nhận các cái kiến nghị của các sở ngành, Ủy ban dân các huyện thị cũng như Ủy ban tỉnh Tây Ninh liên quan đến một số vấn đề còn vướng mắc đối với cấp trên của các bộ ngành trung ương, ví dụ như là vấn đề về kinh phí trong bố trí triển khai việc thực hiện đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2014-2020, hay là cái đề án về nâng cao trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho công an Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.